Nam quá cần thiết của ngoài ra từ chân nó dễ. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục thời sự nhà núi của đài truyền hình Đức Huy 248. Trong những ngày đầu năm mới, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin xoay quanh vụ hot girl bán hàng cả Gen Kabi Hatsune Bon khạch lên tiếng chửi nhau gây gắt với một khách mua hàng với tên Facebook là Vô Tâm. Câu chuyện bắt đầu từ những bình luận phản cảm kiêu má, kiêu mẹ của Vô Tâm trên livestream bán hàng trực tiếp của Gen Kabi. Bên cạnh đó cũng có một tài khoản tên Gia Hân bay vào bú farm bằng những lời lẽ phun phân thả xít. Tình hình sự việc càng nóng hơn khi mà Gen Kabi vì quá bức xúc nên đã liên hệ trực tiếp với tài khoản Vô Tâm và cùng nhau trà đạo nói chuyện vui vẻ, thân thiện lịch sự về những chuyện đã qua bằng những thái độ rất tích cực. Đúng rồi, không tao bị cặn chứ vô có mù như mày. Mày nói sự việc ngày càng đi đến ngõ cụt khi mà Gen Kabi đã liên tục thuyết phục, giải thích cho Vô Tâm hiểu rằng cần phải văn minh lịch sự trên livestream vì đây là nơi chỉ dành cho những người văn minh lịch sự. Tuy nhiên dường như Vô Tâm rất hững hờ trước những giáo lý sâu sắc của Kabi. Chính điều này đã làm cho Gen Kabi suy thoái về tinh thần ở mức độ cao dẫn đến hóa điên cục bộ. Tuy nhiên sau nhiều ngày tìm hiểu thì đội ngũ Paparazzi của chúng tôi đã tìm hiểu ra nguyên nhân sâu xa. Chính vì idol mới nổi trong thời gian gần đây là một thần tượng của các cô gái luôn luôn dành tình cảm sâu sắc cho Gen Kabi nên thành ra các cô nàng như Vô Tâm trở nên ghen ghét và liên tục công kích vào các buổi livestream bán hàng nhưng không bán thân của cô nàng. Quả thật là một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn và lây lất lòng người. Những đêm bơ vơ mình anh khóc, nhớ em người ơi, thế nhưng chẳng dám buông lời. Lại yêu em, tình yêu này chôn sâu, nhưng chắc em cũng biết rồi. Tỏ. Nhưng không nói ra. Ồ, tỏ. Tại vì sao người lặng đêm chẳng nói một câu. Lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai. Rồi ngày mai anh sẽ sống sau khi chẳng có em bên cạnh anh. Nằm ngồi anh đây chỉ biết lùi về phía xa. Luôn soi theo từng nụ cười ánh mắt của em. Ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây. Giờ phút mây chỉ còn những cơn say. Tự trách sao anh quá yêu lòng. Bản tin hôm nay đã kết thúc. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một ngón tay. Chúc các bạn vui.